cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Tình Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Chính Bỏ Làm Mười, qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Thanh Tâm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chính Bỏ Làm Mười. Tôi có đọc một câu chuyện. Câu chuyện xảy ra ở một đám cưới. Nhà trai tổ chức nghiêm chỉnh, lễ nghĩa đầy đủ, các thủ tục diễn ra một cách tốt đẹp. Đại diện đàn trai, đàn gái đều làm cho họ hàng hai bên vừa lòng, mát ruột. Cô dâu chú rể ra lại bàn thờ gia tiên. Nữ trang được mẹ chồng trang trọng đeo cho con dâu. Mẹ ruột cũng có quà cho con gái. Cô dâu chú rể trao nhẫn trong niềm vui hai họ. Các bạn biết rồi đó, phong tục cưới hỏi, lễ nghĩa rất là rắc rối. Hai họ để ý nhau từng lời nói, bắt bẻ nhau từng cách mời rượu, lên đèn. May quá, các thủ tục trót lọt. Cô dâu chú rể làm lễ gia tiên, mời rượu cha mẹ hai bên và họ hàng gia tộc. Hai họ nâng ly chúc mừng, hoan hỷ lắm. Thủ tục xong xuôi, bên họ đàn trai xin làm lễ rước dâu. Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng đó, mẹ cô dâu bỗng xin có ý kiến. Ông xui gái trố mắt nhìn, hít tay vợ. Bà tính cái gì nữa đây? Cô dâu chú rể mở to mắt, đầy hồi hộp. Họ đàn trai cũng giật mình đánh thót vì sợ trễ giờ rước dâu. Mẹ cô dâu bước ra trang nghiêm, từ tốn nói: Xin thưa với hai họ, tôi cũng không có ý kiến gì lớn lao. Tôi chỉ xin đàn trai cho tôi nhận 90.000 đồng làm cái duyên cho con gái. Ôi trời, cái gì lạ vậy kìa? Lễ vật đàn trai đã nộp đủ, nữ trang, tiền cưới đàn gái đã tặng luôn cho hai vợ chồng mới lấy vốn làm ăn. Hà cứ gì mẹ cô dâu lại xin 90.000 đồng làm duyên cho con gái? Sao không phải là 900.000 hay 9 triệu mà chỉ xin mấy chục ngàn tiền lẻ?
Họ đàn trai còn đang ngạc nhiên và bối rối, thì mẹ chú rể bước tới, mở bóp và rút ra, đưa cho mẹ cô dâu 9 tờ 10.000 đồng với một nụ cười. Không nói không rằng, mẹ cô dâu đưa tay đón nhận. Chỉ bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về bà. Bà mở bóp lấy ra một tờ 10.000 đồng mới tinh, bỏ chung vào xấp tiền mới nhận. Bà trịnh trọng đưa lại cho bà xui trai. Thưa anh chị và hai họ, hôm nay con gái tôi về làm dâu anh chị. Mong anh chị thương nó như con gái mà chín bỏ làm 10. Tha thứ và bỏ qua cho con khi nó lỗi lầm. Vun quén cho con có một gia đình hạnh phúc. Tôi xin trao con gái tôi cho anh chị về làm con trong gia đình. Sau một lúc trấn tĩnh, bà xui trai ôm chầm bà xui gái xúc động. Cô dâu nước mắt chảy dài, hai họ vỗ tay vang trời. Bà mẹ đã rất khôn khéo, gửi gắm con mình trước mặt bao người. Bà mẹ cô dâu đã nghĩ đến những ngày làm dâu của con gái. Nếu gặp một bà mẹ chồng khó tính, lỗi phải mọi điều thì rất tội nghiệp. Bà đã khéo léo chỉ xin mấy chục ngàn để gửi một thông điệp cho xui gia. Chín bỏ làm 10 có nghĩa ngầm là hãy cho qua đi, tha thứ đi, đừng chấp nhất. Người miền Nam đã áp dụng câu này trong cuộc sống hàng ngày. Nếu những gì phật ý hay không vừa lòng, họ nói ngay trước mặt. Có thể những lời nói ngay thẳng hay lời phê bình không được khéo léo, nhưng họ đã thật lòng không đãi bôi ngoài miệng, mà trong bụng khinh thầm. Họ nói xong rồi thôi, dặn la đó, rồi bỏ qua hết, như không có chuyện gì xảy ra, như cơn mưa rào miền Nam rất lớn, nhưng rồi tạnh ráo ngay. Trong đời sống hôn nhân, nếu cả hai vợ chồng nếu biết tin tưởng nhau, thông cảm và nhường nhịn, thì hạnh phúc mới được bền vững. Cha mẹ chồng biết khoan dung, tha thứ cho con dâu, thì gia đình trên thuận dưới hòa, con mình không phải khó xử giữa vợ và cha mẹ. Có nhiều người chồng trong gia đình luôn tỏ ra mình là người chủ, lúc nào cũng ra oai với vợ con, cứ nghĩ mình là người làm ra tiền, mình là trụ cột thì mình có quyền quyết định tất cả, lúc nào cũng thấy người vợ mình chưa làm tròn bổn phận. Cứ nhìn những khuyết điểm của vợ mà khó chịu, cảm thấy mình không hạnh phúc, mình bất hạnh. Tại sao không khoan hòa một chút? Tại sao không nhìn thấy cái tốt của người phối ngẫu để thấy mình hạnh phúc trong niềm vui gia đình? Cũng có những bà vợ chỉ thấy cái xấu của chồng, thấy chồng mình thua suốt chồng bạn, làm ít tiền, xấu trai hay có nhiều khuyết điểm. Tại sao những khuyết điểm đó mình chấp nhận trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân mà bây giờ mình thấy khó chịu? Người chồng nhìn vợ một chút vì họ biết chín bỏ làm 10, chứ không phải họ nhu nhược hay sợ vợ. Lấn lướt coi thường người chồng là người phụ nữ không biết tôn trọng hạnh phúc gia đình. Đánh đập hay khinh miệt vợ là người chồng tự đánh giá thấp giá trị đàn ông của mình. Chín bỏ làm 10 không phải chỉ dùng để đối xử với bạn bè hay người ngoài, mà trước hết phải sử dụng ngay trong gia đình mình để ngôi nhà biến thành một tổ ấm. Thưa quý vị, làm người thì chẳng có ai hoàn hảo cả. Ông bà ta nói, nhân vô thập toàn kia mà. Vậy nên chúng ta hãy chấp nhận và cảm thông với những khiếm khuyết của người khác. Trong Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời đã ghi lại cuộc trò chuyện giữa các môn đệ của Chúa Giêsu, được chép trong sách Matthew chương 18 từ câu 21-22 như vậy. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng,
Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Câu trả lời của Chúa không nhằm đưa ra một giới hạn, vì sự tha thứ không thể nói là bao nhiêu lần là đủ, mà phải là luôn luôn tha thứ. Đó là tiêu chuẩn tha thứ của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu dạy về sự tha thứ, Ngài muốn chúng ta biết bản chất tội lỗi bên trong nhân loại đã làm chúng ta không muốn tha thứ cho người khác, nhưng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài là phải biết tha thứ. Các con hãy giữ lấy mình, nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách, và nếu họ ăn năn, hãy tha thứ, dù trong một ngày anh em con phạm lỗi với con 7 lần, và 7 lần trở lại cùng con mà nói, tôi ăn năn, thì con cũng phải tha thứ. Luca chương 17, câu 3, câu 4, Amen. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe lời giảng luận của Mục sư Trần Thái Sơn qua chủ đề Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, dựa vào lời Chúa được chép trong sách Tin Lành Giăng chương 5 từ câu 19 đến câu 47. Và giờ này chúng tôi xin nhường thời gian lại cho Mục sư Trần Thái Sơn. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Kính chào quý vị, tôi là Mục sư Sơn. Cảm ơn Chúa cho tôi được hầu chuyện cùng quý vị qua chương trình phát thanh Tin Lành. Mục đích của bàn phát thanh Tin Lành chúng tôi là xin được giới thiệu Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu thế đến với quý vị. Như chúng ta đã học biết trong Kinh Thánh sách Tin Lành Giăng, ngay khi Chúa Giê-xu bắt đầu chương trình rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ, Chúa Giê-xu cũng đã làm những việc khiến người thấy phải tiếp rước Ngài tử tế. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa Giê-xu không đến thế gian này để loài người kính trọng Ngài, tiếp rước Ngài tử tế, nhưng Chúa Giê-xu đến thế gian để giải bài Đức Chúa Trời là Cha cho loài người chúng ta biết. Bằng cớ là Chúa Giê-xu đã làm công việc Đức Chúa Trời làm, như trong sách Tin Lành Giăng đoạn 5, câu 19 đến 23. Có một điều là các tôn giáo không có một vị giáo chủ nào dám xưng mình là Trời hay là Đức Chúa Trời cả. Theo thần thoại Hy Lạp hay là thần thoại La Mã có ghi thần Zeus, hay là Ấn Độ giáo có thần Shiva, được người đời thờ lại xem là đứng đầu các vị thần. Nói theo người Việt Nam, họ xem đó là Thượng Đế. Nhưng mà đọc qua những truyện tích về các thần này, rõ ràng thứ nhất là họ là một vị thần tưởng tượng, không có thật. Thứ hai là không phải là họ là thần toàn năng. Thứ ba là họ không phải là đấng tạo hóa. Và đặc biệt, không một vị thần nào đã đem sự cứu rỗi cho loài người. Cảm ơn Chúa. Riêng một mình Chúa Giê-xu, như trong sách Tin Lành Giăng đoạn 5 câu 18. Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ, là Cha mình, như làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Có lẽ người Việt Nam dễ hiểu con đầu lòng hay là con cả thì được xem ngang bằng với người cha, với câu nói quyền huynh thế phụ. Từ câu 19 đến 23, Chúa Giê-xu đã chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời. Thứ nhất là câu 19, Chúa Giê-xu làm điều Ngài thấy Cha Ngài làm mà làm y như vậy. Câu 21, Chúa Giê-xu ban sự sống cho loài người như Đức Chúa Trời đã ban. Câu 22, Chúa Giê-xu phán xét như Đức Chúa Trời phán xét. Câu 23, Chúa Giê-xu phán ai không tôn kính con, tức là không tôn kính Cha. Chúng ta đã học từ Tin Lành Giăng đoạn 1 đã có biết bao nhiêu bằng cớ chứng minh Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Đoạn 1 câu 1 đến câu 3 chứng minh Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời tạo hóa.
Câu thứ tư, Chúa Giê-xu là đấng ban sự sống cho muôn vật. Đoạn 1 câu 27-29, chính ông Jean-Baptiste đã so sánh chính ông một người được tôn trọng giữa loài người với Chúa Giê-xu. Ông không đáng xách giày cho Chúa. Đoạn 3 câu 1-2, giáo sư như Nicodem phải nhìn nhận những việc Chúa Giê-xu làm chỉ có trời mới làm được. Anh chị em hãy thử ôn lại những việc Chúa Giê-xu làm khi Ngài còn ở trên đất. Kinh Thánh chép Chúa Giê-xu chữa lành bất cứ bệnh gì chỉ bằng một lời phán ra lệnh. Thứ hai là Chúa Giê-xu phán thì ma quỷ run sợ vâng lời phán của Chúa Giê-xu. Thứ ba là Chúa Giê-xu khiến sóng gió im lặng. Thứ tư là Chúa Giê-xu đã hóa bánh nuôi hàng ngàn người ăn không phải một lần mà hai lần. Thứ năm là Chúa Giê-xu đã kêu người chết sống lại, thậm chí là có người đã chết 4 ngày đã có mùi hôi rồi cũng đã được sống lại. Ấy là chưa kể những lời giảng của Chúa Giê-xu khiến người nghe nào cũng phải lấy làm lạ. Vì Chúa Giê-xu giảng cách có quyền, không giống những người làm tôn giáo. Khi một người tin Chúa Giê-xu không phải tin theo một tổ chức tôn giáo, không theo một cách tu hành nào, không theo một vị thần tưởng tượng hoặc một người khôn ngoan, hoặc một người làm phép lạ mà là tôn thờ một Đức Chúa Trời, một ông trời tạo hóa, trở lại với chính đấng tạo hóa. Ngay đoạn 5 câu 24-30, Chúa Giê-xu là đấng ban sự cứu rỗi. Người Việt Nam chúng ta thường nói đạo nào cũng vậy làm lành lấn dữ ăn hiền ở lành. Hoặc là khoe khoang về những phép lạ, phần nhiều là những phép lạ chữa lành. Họ nói đúng chỉ 90%, vì còn đạo thờ Satan dạy làm ác nữa thì sao? Nghe như vậy dường như đúng, nhưng mà riêng trong tin lành của Chúa Giê-xu là đạo không phải để dạy làm lành lấn dữ, không dạy ăn hiền ở lành để tự cứu. Người không có tự cứu mình được, nhưng mà dạy về chính Đức Chúa Trời. Đạo của Chúa Giê-xu dạy con người tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu chịu chết, đền tội cho mình trên thập tự giá. Và 3 ngày sau, Chúa Giê-xu chịu chôn trong mộ. Ngài đã bứt đứt dây sự chết sống lại. Chúa Giê-xu còn ở trên đất 40 ngày, dạy dỗ những điều có cần trước khi thăng thiên về trời trước mắt hơn 500 người xem thấy tại núi Olivet, nước Israel. Chúa Giê-xu hằng sống, đời đời ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho người tin Ngài. Bây giờ hứa, Chúa Giê-xu sẽ trở lại đem người tin Ngài vào thiên đàng biên hiển đời đời. Bởi đó người tin Chúa Giê-xu được sự cứu rỗi bởi đấng đã chết đền tội cho người tin. Và Chúa Giê-xu là đấng sống, sống đời đời, bảo đảm người tin được sự sống đời đời. Được sự cứu rỗi là được điều gì? Đoạn 5 câu 24, Chúa Giê-xu giải thích, được cứu rỗi là được sự sống đời đời, nghĩa là sống bình an, thỏa lòng, vui thỏa trong đời này. Sau khi qua đời, được sự sống vinh hiển đời đời giống Đức Chúa Trời nơi thiên đàng, như lời Chúa phán, ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Người được cứu rỗi là người không đến sự phán xét, nhưng mà vượt khỏi sự chết hình phạt đời đời nó hồ lửa địa ngục thì đến với sự sống đời đời nơi thiên đàng vinh hiển. Nói chung một lời là người tin Chúa Giê-xu được hưởng phước lành ngay trong đời này lẫn đời sau. Còn người không chịu tin Chúa Giê-xu thì bị Đức Chúa Trời
đón phạt ngay trong đời này lẫn đời sau đời đời. Bởi thế, người tin Chúa Giê-xu không có khoe về tôn giáo hay thần tượng, tưởng tượng của mình, hoặc khoe người này hay người kia trong tôn giáo của họ. Người tin Chúa Giê-xu không phải để khoe phép lạ, khoe khôn ngoan, khoe giàu có đời này. Người tin Chúa Giê-xu chỉ giới thiệu sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Hãy nghe các thánh đồ tuyên bố như thánh Phê-rơ: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì dưới trời chẳng có danh nào khác ngoài Chúa Giê-xu để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Thánh Phao-lô nói: vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Hy Lạp đòi khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Điều thứ ba là Chúa Giê-xu là chủ đề của Kinh Thánh. Trong Tin Lành Giăng đoạn 5 câu 31 đến 47, lời Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 5 câu 39 là lời cảnh cáo cho chúng ta về thái độ đối với Kinh Thánh. Rất nhiều người giống như người Israel thời Chúa Giê-xu còn trên đất. Họ tưởng đọc Kinh Thánh mà được sự sống đời đời nên họ cố gắng học thuộc lòng. Dĩ nhiên đọc và học Kinh Thánh là điều phải làm, vì đó là điều Đức Chúa Trời ra lệnh cho người tin Chúa Giê-xu phải đọc Kinh Thánh để biết cách sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đọc Kinh Thánh để được phước và may mắn, đọc Kinh Thánh để không phạm tội cùng Chúa. Nhưng vấn đề quan trọng là làm theo lời Kinh Thánh dạy. Một trong những hình ảnh minh họa rõ ràng câu chuyện các nhân vật trong lúc Chúa Giê-xu giáng sinh. Thứ nhất là vua Herod đang cai trị nước Israel. Đang khi Chúa Giê-xu giáng sinh, đại diện hạng người không chịu học Kinh Thánh có gì cần cứ hỏi mấy thầy thông giáo và thầy tế lễ. Đời sống vô phước chỉ toàn là ác. Lịch sử cho biết khi vua Herod chết, dân thành Jerusalem ăn mừng. Thứ hai, mấy thầy thông giáo và thầy tế lễ đương thời Chúa Giê-xu giáng sinh đại diện cho người có đọc và học thuộc lòng Kinh Thánh, nhưng mà không làm theo. Biết Chúa Giê-xu giáng sinh ở đâu, nhưng mà không đi tìm, đi gặp Chúa. Cho nên Chúa Giê-xu gọi họ là mồ mả tô trắng bên ngoài. Thứ ba là các bác sĩ Đông Phương đại diện cho hạng người đọc, học mà làm theo. Họ thấy ngôi sao lạ bên Đông Phương nên lên đường từ nơi ở của mình, từ xa đến thành Jerusalem tìm kiếm Chúa Giê-xu giáng sinh cho kỳ được. Ồ, cảm ơn Chúa, họ được thỏa lòng. Chúa Giê-xu xác nhận, ấy là Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giê-xu vậy. Những người học Kinh Thánh thường ví 66 sách của Kinh Thánh là 66 viên chuỗi. Dòng huyết của Chúa Giê-xu là sợi dây kết nối 66 viên chuỗi đó. Vì vậy, xin Chúa Giê-xu ban cho quý vị một lần trong đời, hãy tìm đọc Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời như Chúa Giê-xu khuyên. Chỉ cần bình tâm đọc Kinh Thánh, lòng mềm mại thì người đọc sẽ tìm thấy được Chúa Giê-xu biết Ngài là đấng cứu thế từ Đức Chúa Trời đến thế gian để cứu con người ra khỏi tội. Ngược lại, một người vô tín thì giống như người giàu có nơi âm phủ mà Chúa Giê-xu đã thuật kể. Người đã sống trên đất, chỉ biết ăn sung mặc sướng, không quan tâm đến lời Chúa dạy, không quan tâm đến người chung quanh. Sau khi người giàu này chết đi, bị bỏ vào âm phủ mà vẫn còn ngoan cố cãi lại với tổ Abraham của mình. Sau khi nghe Abraham nói rằng những người thân của ông còn sống trên đất đã có Kinh Thánh ghi lời các thánh đồ,
rao báo để họ cần ăn năn, đừng chờ lúc qua đời không còn kịp ăn năn. Tuy nhiên người giàu đã bị phạt nơi âm phủ vẫn cãi lại. Không phải vậy đâu. Nếu có người chết sống lại, nói với họ thì họ sẽ ăn năn. Tổ Abraham khẳng định, nếu họ không nghe lời Chúa mà Môi-se và các tiên tri được Đức Chúa Trời dùng phán dạy trong Kinh Thánh, thì dù có kẻ chết sống lại, họ cũng không tin đâu. Những gì cần giải bài cho loài người hiểu biết về chương trình cứu rỗi yêu thương của Đức Chúa Trời tạo hóa, ban cho loài người qua Chúa Giê-xu Christ, từ trời Giáng sinh chịu chết đổ huyết, cứu con người mà Chúa Giê-xu đã sống lại, từ kẻ chết để bảo đảm người tin Chúa Giê-xu được sự sống đời đời, ngay trên đất được sự sống vinh hiển trong đời sau, đã được mặc khải trọn vẹn trong Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Thì đó đã ứng nghiệm hoàn toàn trên đời sống hàng tỷ người trên thế giới, là những bằng cớ như 2.000 năm trước. Thánh Giăng đã xác nhận điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở trong Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Xin Chúa yêu thương ban cho quý vị một lần trong đời sống đọc được Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, đọc để biết, đọc để hiểu về Chúa Giê-xu yêu thương, đọc để tìm thấy sự cứu rỗi vô giá mà Chúa Giê-xu muốn ban cho quý vị. Hãy gác lại mọi thành kiến tôn giáo để ít nhất một lần trong đời đọc Kinh Thánh, hầu cho không hối tiếc đời đời. Mong lắm thay. Amen. Thank you.
Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mong. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui cao quý. Xin cho con trái tim.